Lý do Hải Tú dù diễn đơ vẫn được chọn làm nữ chính trong MV mới của Sơn Tùng MTP. Tối 20 tháng 12, Sơn Tùng MTP cho ra mắt MV mới có tên Chúng Ta Của Hiện Tại. MV dài gần 15 phút được dựng thành phim ngắn với sự xuất hiện của Hải Tú, nữ diễn viên thuộc quyền quản lý của MTP Entertainment. Cô đóng vai nữ phục vụ bàn được ông trùm Sơn Tùng yêu say đắm. Trên mạng xã hội, người hâm mộ khen ngợi nhan sắc đậm nét cổ điển của diễn viên 23 tuổi. Bên cạnh phần âm nhạc tươi mới, dòng nhạc pop R&B dễ nghe thì câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào nhưng cũng lắm bi thương của cặp đôi Sơn Tùng MTP và Hải Tú trong Chúng Ta Của Hiện Tại càng làm thổn thức trái tim người hâm mộ hơn bao giờ hết. Trong MV, nhân vật của Hải Tú bị đối thủ bắt cóc, uy hiếp Sơn Tùng. Anh lựa chọn đến giải cứu cô, khiến Hải Tú khóc nức nở vì áy náy. Chúng Ta Của Hiện Tại chính là màn nên duyên gom đủ hỉ nộ ái ố của cặp đôi tình màn ảnh Sơn Tùng MTP, Hải Tú. Đặc biệt và ấn tượng hơn cả vẫn là diễn xuất đa màu sắc của nữ chính khi kể về mối tình không mô đăng hộ đối giữa ông trùm hắc bang giàu có và cô gái nghèo con chủ tiệm bán đồ ăn. Hải Tú xuất hiện ở phần đầu Chúng Ta Của Hiện Tại, mang đúng chất một cô gái hiện đại phảng phất màu nữ chính phim ngôn tình thanh xuân, đi kèm cùng nụ cười có sức hút ma lực, khiến chủ tịch Sơn Tùng yêu ngay từ cái nhìn thoáng qua đầu tiên. Trong vai trò là con gái của chủ tiệm cơm, Hải Tú không đơn thuần mà tỏ rõ phong cách táo bạo, cá tính khi lên giọng la mắng và cằn nhằn đám đàn em của Sơn Tùng. Và phải tình yêu với chủ tịch, Hải Tú vô cùng say mê, cuồng nhiệt với tình yêu, cùng trải qua những khung bậc cảm xúc từ say nắng đến yêu sâu đậm. Đặc biệt phải kể đến diễn xuất bùng nổ đầy đớn đau trong cuộc gọi cuối với người mình yêu ở phần kết của MV. Trải qua 14 phút 50 giây, mọi khung bậc cảm xúc của một cô gái trong tình yêu được Hải Tú thể hiện vô cùng tự nhiên và linh hoạt qua từng khung hình. Sở hữu gương mặt với nét đẹp đa dạng vừa hiện đại cá tính, nhưng cũng không kém phần mong manh dịu nhẹ, nàng thơ của nhà Sơn Tùng MTP đã có phần thể hiện khởi đầu đầy ấn tượng và với khán giả. Mọi khung bậc cảm xúc từ vui tươi đến buồn đau đều được Sơn Tùng MTP gom đủ trong đoạn trường tình yêu cùng Hải Tú trong Chúng Ta Của Hiện Tại. Dù không nhiều tương tác, thế nhưng chemistry cảm nắng tình yêu giữa Hải Tú và Sơn Tùng MTP cũng là điểm nhấn làm rung rinh hàng triệu trái tim fan hâm mộ. Bên cạnh phần thần thái lạnh lùng, trưởng thành đúng chất chủ tịch thường thấy, thì những cảm xúc ngại ngần của một chàng trai đang yêu cũng được Sơn Tùng MTP hóa thân rất tốt. Người hâm mộ Sơn Tùng nói riêng và cả cộng đồng nhạc Việt nói chung đều mong ngóng đến thời điểm này, khi một trong những MV được đầu tư khủng, chỉn chu và tâm huyết từ những lần nhá hàng đầu tiên bằng poster hay teaser được tung ra. Ca khúc Hứa Hẹn sẽ phủ sóng khắp mọi mặt trận, leo top trending và nhận được đông đảo quan tâm. Trước đó, không ít người cũng dành sự mong đợi cho nữ chính Hải Tú, diễn viên độc quyền dưới trướng MTP Entertainment, được sánh vai cùng sếp ngay trong lần đầu chào sân. Trước đó, cô gái sinh năm 1997 là người mẫu ảnh khá có tiếng nhưng chưa từng thử sức ở lĩnh vực diễn xuất. Hải Tú tên đầy đủ là Lê Quang Hải Tú. Vào năm 2015, cô nổi lên trong cộng đồng mạng với khuôn mặt xinh xắn, vóc dáng mảnh mai. Nhiều người đặt cho nữ diễn viên biệt danh nàng thơ vì vẻ đẹp khác biệt rất ăn ảnh. Cô đắt show chụp ảnh, quay quảng cáo và trở thành mẫu lookbook nổi tiếng. Gây ấn tượng với làng mẫu lookbook bởi vẻ đẹp vừa hiện đại lại pha chút kiêu sa, mong manh. Cái tên Hải Tú đã nổi tiếng khi cô được mệnh danh là nàng thơ của làng mẫu ảnh. Nhưng nó chỉ trở nên hot xình xịch khi người đẹp trở thành nữ diễn viên độc quyền dưới trướng của Sơn Tùng MTP. Dù là mẫu ảnh, Hải Tú chưa bao giờ trang điểm cầu kỳ, không scandal cũng như chơi bời hàng hiệu. Chính sự xinh đẹp lại gần gũi đã khiến nàng thơ này được nhiều người yêu mến. Vẻ đẹp của cô trong sáng, thuần khiết, đến độ được ví như Hanga In của Việt Nam. Sau quãng thời gian du học Pháp, ngành sinh học và sinh thái học, Hải Tú trở về nước, bỏ lại ước mơ trở thành một bác sĩ thú y tại đấy và đầu quân vào công ty của sếp Tùng. Nổi tiếng với vẻ ngoài trong veo nhưng cũng không kém phần quyến rũ, công chúng hy vọng Hải Tú sẽ khẳng định được tài năng của bản thân qua MV Chúng Ta Của Hiện Tại, khẳng định đôi mắt nhìn người và chọn gà của Sơn Tùng. Thế nhưng phần thể hiện này của Hải Tú không thành công như mong đợi từ khán giả, thậm chí còn có chút chán nản. MV kéo dài 14 phút, hoàn toàn thừa sân để cô thể hiện khả năng, nhưng những gì Hải Tú làm là mang đến một nét diễn yếu và bị nhan sắc của chính bản thân lấn át. Ưu điểm duy nhất cứu vớt cô chính là nhan sắc khi hiện tại. Trên khắp các trang cộng đồng và mạng xã hội, dân tình đều đang kêu gào khó chịu với diễn xuất của nàng gà mới trong MV. Sự trở lại của Sơn Tùng được mong chờ là thế, công chúng đều chịu khó xăm soi mọi chi tiết, không bỏ qua bất kỳ phân cảnh nào. Từ đó họ dễ dàng phát hiện ra sự đuối sức dần của Hải Tú từ đầu cho đến cuối MV. Cụ thể,
khi những phân cảnh đầu cô diễn khá tròn vai, vừa đủ thì phân đoạn trong quán ăn và cuối MV thì có vẻ Hải Tú đã không còn làm tốt nữa. Cách đài từ yếu kém, biểu cảm hơi cứng, giọng thoại thiếu đi sự mềm mượt, cùng màn khóc giả chân chốt hạ đã khiến cảm xúc người xem tắt hẳn. Mắc sai lầm vào phân cảnh đắt giá nhất MV, Hải Tú bị chê trách chỉ trích vì đã phá hỏng sản phẩm được trông chờ tầm cỡ này. Đường đua nhạc Việt năm 2020, dù chỉ còn một tháng nhưng vẫn còn đó nhiều đối thủ sắp tái xuất. Hành trình của Hải Tú trong sự nghiệp cũng vẫn còn dài. Thế nên chưa thể nói trước được điều gì rằng liệu chúng ta của hiện tại và Hải Tú có thành công hay không. Riêng bạn đánh giá thế nào về phần thể hiện của cô nàng trong MV mới?